có rất nhiều hạng người, có rất nhiều cái sự mà si mê, cho nên có nghĩa làm cho một cái xã hội của chúng ta bị chao đảo đi. Vì nói về Tobin gì đó, trước nay thì cũng đã tại vì cái người mà nó lúng vào si mê lầm lỡ phạt trong con đường, vì có nghe trong Phật pháp thì nó bây giờ nó chạy theo giờ thế gian pháp, mà thì có lúc thì nó xưng này kia nó làm, mà thì từ đó thì cái sự mình làm sai trái không đúng với cái sự thật của mình thì nó cộng đồng mạng cũng phản ứng lên, nói là kia nọ, thì cái này là cổ tự nhiên đáng lẽ ra đó cổ phải ăn năn và sám hối và biết mà tu tạo lại công đức thân của bản thân mình. Thì đằng này ví dụ là cổ không có ăn năn sám hối mà còn đi chỗ khác làm xưng bá ăn hùng, như vậy thì cái người không phải là cái chánh pháp. Cho nên có nghĩa là cũng như là cổ ông ở chỗ này đánh này đánh kia đánh đông 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 bắt đánh nhà đậu ngổ quá mà nếu đậu ngổ quá chỗ này không, ta không còn tin tưởng, ta không còn có mà chạy theo mình nữa, ta bỏ mình. Lúc bấy giờ mình bây giờ cái cô ven này bây giờ phải chạy đi lên chỗ khác vì chỗ này hôi quá rồi, có nghĩa là không có ai tin tưởng về mình. Thì cái nghe chạy lên, ví dụ bây giờ cô ở đâu, ở Trà Vinh, Vĩnh Long ở đâu đó ha, ví dụ bây giờ chỗ đó hôi quá rồi, quậy quá, hôi rồi, giờ ai cũng biết hết. Nhưng mà nó cứ biết á, thì Phật tử chúng ta ai có biết xài điện thoại mà cảm ứng được đó, hỏi thứ tốt á, thì ta còn biết. Còn những mấy người mà ta không có xài điện thoại, không có biết gì chân đó, cho nên người ta không có biết gì hết. Cho nên cái chỗ đó ai bây giờ có xài điện thoại thì bấm lên biết ở COVID, thì chỉ nói ta nói đó mình cũng như mà nói là đất mà liền bèo trôi vậy thôi, có bèo mà nó tụ lại rồi nó ấy quá, lấy cục đất đệm một cái đùng bèo nó dạt ra, nó dạt ra rồi thì mình thấy nó dạt ra thì mình nói tới chắc bèo nó đâu có tụ lại. Nhưng mà để qua chừng một đêm một ngày sau thì từ từ rồi bèo nó trở lại như chỗ cũ. Cho nên cô ở Vĩnh Long hay Trà Vinh gì mà cô làm hôi quá cái chỗ rồi, người chỗ đó thì ta biết, nhưng mà cái chỗ khác không biết. Bây giờ đâu có đi đâu mà đi để mà nương tựa vào để mà xưng bá hồn nữa. Bây giờ mới đi lên núi, lên non, đi lên những cái năm non bảy núi, núi cấm, núi dài, núi không tô, núi không két gì đó, đi mấy chỗ đó là có nghĩa là rồi vào những cái ngày đó, ngày gì đó, ngày lễ gì đó, rồi có người ta cũng hỏi đông, rồi lên đó thì bây giờ thì giờ mình giờ mình không có muốn làm cái gì trục lợi cho mình, không muốn làm cái gì cho mình được an lạc, cho có phước như có tiền gì đó, bây giờ thì không, mình làm sao giờ cũng phải xưng báo đồng gì đó, rồi giữa cái đám đông đó rồi bây giờ mình múa thì cũng không ra cái gì hết, nhảy nhót thì cũng không ra cái gì hết, còn thua con khỉ nữa, con khỉ mà trên cây mà nó chìa qua chìa trên nhánh này mà nó chìa qua nhánh nọ, chìa qua nhánh kia, rất là coi như mình nhìn coi rất đẹp chứ phải không, nó chìa ra nó cũng có cái thế đó. Còn cái người không biết chân múa nhảy có lẽ là làm cho cái người ta không biết, người ta nhìn thấy trời cô này chắc cũng giỏi lắm, con xưng này xưng kia nọ, nhập cho người vô người kia nọ. Như vậy thì mấy mũi người ta đâu có biết được cái gì chính pháp đâu, người ta cũng dòm có, nhưng hay thì người ta vỗ tay, còn nếu mà có sơ sức té gãy tay lõi họng như người ta cũng ô rồi cô đó nó làm chết đáng đời, không ai thương đâu, không ai thương sót đâu, cái đó là cái để mà làm cho mẹ trong cái mắt trong thế gian đã thôi chơi thôi, chứ còn nếu mà cái người ta biết được ta không có nghĩ là cô này cái gì đâu, không có, không ai tin này thế kia, vì bản thân là
thì chính bản thân mình là không có, có cái phước báo rồi, mình bây giờ mình sánh như cái, những cái bây giờ những cái người con gái người ta, những người ta hoa hậu ha, những người ta mà ở trên phim rồi kia đó, mấy người ta đẹp thật là đẹp, mà còn chưa có cái thấm gì, còn bây giờ cái như cô bé nó chợ cố bây giờ chưa xã hội nó có cái gì, nhưng mà ta tin cái đó là không, ta mê muội quá ta tin thấy nhảy nhảy như con khỉ chứ có gì đâu, đâu có. Nếu mà đúng như cái người mà ở trên mà ta xuống đó, mà ta khỏi không có nhảy múa vậy đó, ta âm thầm vậy mà đụng tới người ta cái là mình là bị thương rồi chứ không phải vừa đâu, người ta giỏi, người ta đâu có xưng quá, xưng cái thân người ta cũng như mấy người, người ta thành người giỏi vậy, không giỏi thật giỏi ai cũng không biết không khi dễ không con này kia nọ chứ, đợi mình động một cái này mình chết liền đó chứ, người ta không nói nhưng mà mình đụng mình chết liền à, nhưng cái đó còn những cái cô em nhảy nhảy đó, đó nào cái cô trò cười cho thế gian thôi, cũng như sân khấu hề ấy, hề người ta còn giỏi nữa, hề người ta nói những cái câu văn còn có đấy mà khá hội người ta còn là chiếu cố, mà những cô em đó là tôi giờ có thất nghiệp được làm ở dưới quậy quá chỗ này đi chỗ khác quậy giết rồi tính bằng, có nghĩa là sống trên cõi đời này mình cứ gần tứ đổ tường, nhưng mà bốn cái cửa mình phải chữa cửa mình sống chứ, từ cửa nào mình cứ quậy hết thì mình chết đi, sống gì, ai cũng xa lắm mình rồi ai cũng làm gì, rồi từ từ mình tạo ra cái nghiệp cái quả báo đó cái mình rồi đó xuống nó dài đó rồi, khi mà mình ra là mình làm cũng đúng với chân pháp rồi, nó gặp những cái tai nạn bất kỳ tình lình nó đến với mình rồi, nó bổ cái chân hướng với mình rồi, lúc đó mình ngửa mặt ra rồi không có một người nào ta đến như mình, vì sao nhìn ta thấy là người ta biết hết, có nghĩa là mình còn cái người mê á, càng đi vào trong bóng tối rồi càng quậy hung, vì gì sao, vì đang đi bóng tối thì ngoài còn ánh sáng chiếu, đi vô tối nữa càng tối nữa càng quậy hung, càng có nghĩa là xưng bá tranh hùng hung để cho người ta thấy ta quậy ta theo mình, đó là cái mình đi sai lầm được, không ai mày đi họ theo mình đâu, nhưng mà mình có nghĩa cái thân mình hiện tiền nó sẽ mất đi một cái phước báo được làm người, biết đâu một ngày mình có nghĩa là bị những tai nạn pháp nạn này kia nọ rồi, có nghĩa thân mình không được còn được tròn tuôn dẻo còn, chứ đừng có nói là cái thân này còn này kia nọ thì cái người kêu cái người mê rồi ta không có nghe người ngu người điếc là không sợ xuống đâu, người điếc nó đã điếc nó không sợ đâu, bất là đùng đùng nó cũng chẳng có nghe, chừng nào chúng bị bịch nó ngã hay nó chết thì thôi chứ không nó không sợ xuống nữa, nói như cô em vậy, bây giờ nói cổ thì giờ cổ cũng như mình nước mà mình đổ cho mảnh xấu chảy xuống nó không biết gì, cổ cứ làm vậy thôi, đi chỗ này cũng sưng quá rồi, đi chỗ kia sưng con này con nọ sưng cái này kia năm non bảy núi hết năm non bảy núi sưng gì đó, sưng Hà Bá ở dưới sông nữa chứ sưng gì nữa vậy, nhớ ta nè phải không? Hà Bá không có Hà Bá không? Bây giờ thí dụ sưng trên trời trên đời trên đời hết rồi sưng rồi giờ sưng gì? Giờ sưng Hà Bá, giờ tôi mai mốt mai đây cái có hết tôi lỡ nhà Hà Bá ở dưới tôi đầu thai lên. Rồi cái nói tầm bậy tầm bạ gì cái động nhân dạ theo cái đó mình còn mới mình không hiểu được cái chính pháp cái nào là tốt cái nào là xấu, mình tại vì mai mốt xuống thầy Minh Đạo xưng xưng bậy xưng đạo đạt dưới nước đó xưng nào bán vừa ấm hâm rồi mà chứ xuống đây đi tôi đạp xuống nước á chứ đâu có xuống đó mà xưng hào bá đây là xuống đây xưng hào bá xuống đây là cái dương Minh Đạo đây là xưng hào bá là có đây là tôi thấy xuống đây hào bá luôn anh thấy xuống rồi trời 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 nói đâu lên nói hào bá dưới lên rồi đó, bởi vì cái người dân của mình á có nghĩa là phải nhìn theo cái gì chính pháp mình đi làm, mình cũng cầu cái phúc báo xe chính pháp cứ làm bậy hoài cứ theo cái đường tà pháp mà cứ làm tầm bậy tầm bạ cho người dân người ta hoang mang thôi chứ không có làm, bây giờ mà quý phật tử nhà, trên đời cảnh đồng mạng mình nhìn thấy rồi bây giờ cô ghen cô nhảy cô nhóc cô có giống con khỉ không, thua con khỉ nữa giống con khỉ nữa càng mừng à. Con khỉ nó giỏi lắm nó không hay lắm đó điều luyện lên cho hay chơi con khỉ mình nhánh cây này mà chỉ cái kia không mình nhánh rồi còn lúc đó là con nói mày như con khỉ mà làm được như con khỉ vậy cổng mày đi luôn á,
còn nhảy tầm bảy tầm bả bữa nào té rồi gãy cái tay gãy giò cho mấy phật tử ấy. nhảy tầm bảy tầm bả đó thì mà lại như mình phạm pháp lâu thần cũng bắt nó khiến mình nó xô mình cái quỷ thần quỷ nó thuộc gì nó tà tà mau đó cái vô hình nó phá cái vô hình nó hữu hình là tà tâm tà pháp á nó còn quỷ thì mình sai tâm mình sai pháp nó tao là quỷ rồi mà mày muốn là quỷ nữa tao xô cho mày cái gãy cổ cũng mà chết chứ nó đều quá mất thở đó. Cái đó là gì cái ác của mình ác là nát ác bại thật quá cái ngu ác cái đi vào con đường tối tăm mê muội không còn nữa. Cho nên hôm nay mà nói gì của tôi quen thì cổ không biết sống hối giận ăn gì đâu cổ bây giờ ăn cũng sống cũng bự ăn chưa xong theo mà trái gì hối thì tôi cũng nhai cũng nuốt nên tâm hồn cũng chưa vậy thì bây giờ cổ bây giờ là nói gì tới cổ thì thôi giờ cảnh ở đồng mạng chúng ta coi cổ như cũng như là đừng có gì hết trơn đi. Rồi từ đây tới thì cũng chưng gì cái trại của từng một mai của đội rồi thế giới vô hình cái xô cổ cũng chết tắt đi trời tử rồi xong kia vậy thôi. Cảm ơn tất cả quý vị phật tử nam nữ gần xa đừng có nói từ đừng nói gì cái người mà cô quên nữa, có nghĩa là để cho cô đi vào trong cái thế giới gì cho đi ngủ cho cái đời ngủ đi. Dạ thưa thầy Sư Minh Đạo, qua sự việc của bé Quen đã gầm gỗ trên mạng gần đây thì xin thầy cho con và cộng đồng mạng và những fan u mê của Thạch Thị Quen được hiểu rõ về đâu là chánh và đâu là tà. Trước tiên con xin chào Thượng Tọa Nhật Châu, thì con xin thỉnh ý thầy để con tiếp lời đi theo con đường giải thoát của Đức Phật đã đạt đến chân lý chứ không có mê tín dị đoan mù mờ gù gờ nữa ha. Mù mờ gù gờ nữa có nghĩa là đi trong mưa là biết đi trong mưa, đi trong nắng là biết đi trong nắng, đi trong gió là biết đi trong gió ha. Chứ không có kiểu mà đang đi trong mưa mà tưởng mình đi trong nắng mà là không có được nha. Tức là cái đó gọi là mê, mà mê đó gọi là mê tín, có lòng tin nhưng mà không biết gì hết là mê tín. Thì bây giờ theo cái vấn đề á, Đức Phật dạy bố thí hay là làm phước hay là cái gì đó thì trong sáu pháp ba la mật Đức Phật đã có dạy rồi, bố thí là đứng đầu. Quý vị muốn đồng tiền của mình bố thí khắp nơi mà đúng chỗ để cho có phước báo nhiều, có nghĩa là yêu cầu mình bỏ ra mình bố thí là có phước rồi, nhưng mà nhiều chết thôi quý vị. Thì bây giờ á, qua cái sự trình bày của Thượng Tọa Diệt Châu thì thầy cũng xin tiếp lại chỗ này. Qua những cái clip của cô bé Ben ngày gần đây lên trên núi dùng bảy núi á, mà cổ gọi là tung hoành ngang dọc, nhưng mà nói cái đó là nói theo cái danh từ của thường tình thế gian nữa quý vị. Cái tung hoành ngang dọc này á, cái tung hoành ngang dọc để mà nói nghe vui chơi thôi, nó giống như bé Hồng Hài Nhi ở cái việc vừa rồi vậy, xảy ra đúng quý vị. Bây giờ bé Ben nó xuống nó làm y chang Hồng Hài Nhi vậy thôi, chứ có khác gì chơi, tức là hoàn toàn bị sai khiến của người khác làm thôi. Cho nên bây giờ cái việc làm của cô bé Ben này nè, thầy nói cho cô bé Ben nghe nha. Nếu mà cô bé Ven có cái tâm đạo tu hướng về đạo giải thoát và cô bé Ven nói kinh đại thừa thì cô bé Ven hãy trở lại với bản tánh đại thừa thật sự đi. Chứ còn cô bé Ven mà làm lững thững từng tin cái đó con khỉ không ra con khỉ nè, mà con dượng không ra con dượng, mà nước con nít không ra nước con nít, thì cái đó không phải là đạo đâu nghe, mà cái đó gọi là cái người ngu. Thầy Minh Đạo này nói thẳng cho cô bé Ven biết hôm nay luôn đó, đó là cô bé Ven đang ngu, đang bị người ta lường gạt làm những cái điều dối mị bản thân mình và chối bị cộng đồng mạng, thì đây là cái tội rất là lớn nha cô bé Ben. Còn cái chuyện mà đồng tiền mà cộng đồng mạng thương tình rót về hay gì đó thì cái đó là quyền của mỗi người, ở đây thầy Minh Đạo không có can dự tới ha. Nhưng mà thầy Minh Đạo chỉ nói một câu, bố thí nơi nào có đủ công đức nhiều để chúng ta mau thành tựu được thiện quả thì chúng ta nên làm là chỗ đó, đồng tiền chúng ta bỏ ra không có tiếc. Còn bố thí những cái nơi mà đồng tiền chúng ta làm mà có thu hoạch ít quá ha, thì chúng ta không có cái thiện quả lớn thì chúng ta đừng nên làm. Như lời của Thượng Tọa Nhật Châu nói đó ha. Thì bây giờ hôm nay thầy khuyên cô bé Ben một lời nữa. Đợt này á, cô bé Ben múa nhảy nhót đánh võ thì cũng không có ra đánh võ, mà làm con khỉ mất không thì cũng không ra con khỉ mất không, mà nhào lộn thì cũng không được cái gì. Làm được có một hai cái eo lẻ đó là chẳng qua là cái tính, đó là cánh eo lẻ của bé Ben thôi, chứ thật sự bé Ben không có làm cái gì gọi là nghệ thuật sân khấu hết trơn á. Nói về nghệ thuật sân khấu là bé Ben không có cái gì gọi là nghệ thuật sân khấu hết trơn á.
bữa nào mà như thầy Như Châu nó đó đứng mà nhảy nhót đá tầm bậy tầm bạ đó rồi chặt giò té một cái đó nghe, là bà nội đỡ cũng kịp để đừng nó mà mẫu tu cô nghe. Ở đây là thầy Minh Đạo nhắc lại hơi mạnh mạnh chút rằng cho bé Ven nhớ nghe, bữa nào mà đá mà ba cái gạch này nó chặt giò một cái đó là bà tổ cô bà mẹ tổ cô mà đỡ cũng kịp nữa chứ đừng nói. Lúc này là không có điển Phật tổ nghe, lúc này là thuộc về điên cuồng chứ không phải là điển đâu nghe. Lúc mà té này là lúc điên cuồng đó, tại vì múa tầm bậy tầm bạ không có bài bản gì chân á. Nếu mà cái người đi quyền cước có bài bản, nghệ thuật sân khấu ha, hoặc là nghệ thuật nhân gian về môn võ học thì phải có quyền suốt bài bản đàng hoàng, tiền hậu tứ là tung hoành nhan dọc, tứ phương tám hướng đàng hoàng ha, thượng trung hạ ha, lòn cuối đá móc gì đó vân vân. Đây là những cái thiệu của những người quân võ ha. Còn có khỉ mất không á là phải treo một số cây ở trên trong nhà, à, nhảy chỗ này chuyền chỗ kia chuyền chỗ đó, còn không phải làm con khỉ bò dưới đất. Nó làm như vậy coi nó còn đúng hơn, coi nó còn có nghĩa hơn. Chứ không mà con khỉ không ra con khỉ, mà con dượng không ra con dượng, mà bây giờ đó là con làm con bò dưới đất cũng không giống con bò dưới đất nữa. Mà bây giờ xin điển Phật tổ là cô bé Đại Dụng Ngữ đó nghe cô bé. Thầy nhắc lại cho cô bé nhớ nghe, Đại Dụng Ngữ là cái tội của cô bé nặng lắm đó. Cô bé hãy nhìn lại ngược thời gian của cuộc đời này của cô bé đi, cách đây 20 năm à, hơn 20 năm là cô bé bị sống khổ như thế nào, bị cuộc hoàn cảnh của cô bé khổ như thế nào, là tại là cái đó sao cô bé biết không? Nếu mà nói theo nhân quả đó là cái đó là dư báo của đời trước cô bé làm đó đó. Rồi bây giờ là khi cái thời điểm mà cô bé làm sai đó, có người nhắc nhở hướng dẫn cô bé đó, cho nên cô bé tạo được một chút xíu phước đó, cho nên cô bé là vừa rồi đó cô bé tạo được cái chút phước đó, cho nên là cô bé mới được hưởng một số phước đó đó, thấy không? Mà bây giờ á nó tái diễn lại cái màn hai màn ba của cuộc đời là của dư báo đời trước đó, bây giờ cô bé tái diễn lại làm tầm bậy tầm bạ rồi đó, làm theo cái loạn vọng rồi xưng danh Phật tổ Phật thầy đó nghe, là cô bé coi chừng á bữa nào thiên lôi nó đã cô bé đó. Ở đây là thầy Minh Đạo nói là nói bằng cái chân tình nghe, để nhắc nhở cô bé nghe, một là thiên lôi đã, hai á là quỷ thần vật đó. Đó như nãy thầy á là Nhật Châu có nói đó, làm không có đúng chánh pháp rồi á là bị quỷ thần nó giật đó, âm hồn nó phá đó nghe, chứ không phải nó mà nó theo nó hộ mình đâu. Thì bây giờ hôm nay thầy nói vài lời chia sẻ cho cô bé để chỉ cho cộng đồng mạng thấy rằng cái đồng tiền mình bỏ ra đừng có phí nữa. Lần này lần thứ hai cô bé Ven trở lại cái chốn gọi là cái chốn lộn xộn của trần gian, chứ không có phải là nói theo cái gì của đạo được nghe. Má là quý vị bà con cộng đồng mạng, quý vị là tất cả là những người có trí, những người đã từng học đạo và hiểu được thế nào là mê tín, thế nào là vọng là chánh tín rồi nha. Thì bây giờ thầy Minh Đạo xin nhắc với quý vị để quý vị không có mê theo nữa, còn những người nào mê thì người đó đồng chung cảnh ngộ với cô Ben ha. Ở đây thầy không có trách người nào hết, mà người nào mỗi người tự tính cho mình đi. Ở trong kinh Đức Phật dạy nè, tự tánh chúng sanh thề nguyện độ, tự tánh phiền não thề nguyện đỏ, tự tánh pháp môn thề nguyện học, tự tánh Phật đạo thề nguyện thành. Tức là mỗi chúng ta đều quay lại tự tánh của mình mà làm đúng điều thiện thì chúng ta được thành tựu, mà làm tự chúng ta đoạn diệt phiền não ngu si thì chúng ta được sáng suốt ha. Rồi tự tánh những cái pháp môn chánh pháp của Đức Phật mà chúng ta học thì chúng ta được thành chánh pháp, trở về với chánh pháp. Rồi tự tánh Phật tánh của chúng ta quay trở về bản giác thì chúng ta sẽ thành Phật đạo. Còn nếu chúng ta làm con đường này sai thì chúng ta sẽ rơi vào tam đồ ác đạo, chứ không thể nào thành Phật đạo được nha. Thầy nói ở đây cùng quý vị nghe là toàn thể quý vị cộng đồng mạng và bá Ven nha, nhớ hãy tĩnh tâm mình lại, nói pháp lung tung sà ngầu, nói không có bài bản, nói theo cái kiểu quán tính, nói theo cái kiểu phá pháp, thấy không? Thầy đã lên cái clip thầy nói rồi, mà bây giờ còn nhảy lửng tửng từng cân múa tầm bậy tầm bạ nữa ha. Đó là một cái điều thứ hai. Một cái điều thứ ba, thầy xin nhắc tất cả những anh em quay phim cô bé Ben, nếu thật sự làm phim để cho cô bé Ben được cái phước báo và mấy anh em được tăng phước báo không phạm tội đại dòng ngữ, thì mấy anh em nên khuyên cô bé Ben và bản thân mình cũng phải tỉnh ngộ điều này, không nên dối gạt cộng đồng mạng và không nên dối lừa thần thánh, không nên dối lừa những cái bực đó là gọi là trưởng thượng, và không nên dối lừa Phật thánh nữa nha. Tại vì anh em tự xưng Phật xưng thánh á là mấy anh em tạo cơ hội cho cô Ben nói bậy, là chính mấy anh em là người đầu độc cô Ben đó. Thầy nói thẳng với mấy anh em luôn đó, mà cái tội mà nặng nhất á là cái tội của mấy anh em chứ không phải tội bé Ben nha.
mà bé Ben là cái người tùng theo cái tội thì gọi là sao biết không? Người ta nói cái người tùng theo là cái người đó giống như ăn chia vậy đó, nghe không? Ăn chia thì tội cắt làm hai. À, cái tội của mấy anh em sau này rơi vào tam đồ ác đạo 1000 kiếp thì cô bé Reven á rơi 1500 kiếp nha, tại vì cô bé Reven đang chia thêm 50% nữa, đáng lẽ bị có 1000 kiếp mà bây giờ thêm 500% nữa, thấy không? Ăn chia tầm 7, ăn chia mà làm những cái việc mà có phạm thượng, gọi là phạm với đấng thiên liêng. Bây giờ thầy chỉ cho mấy anh em thấy nè, thí dụ như bây giờ cái ông quan lớn ở An Giang đi, mà mấy anh em mà mượn cái danh ông quan lớn nha, nghe không? Mượn cái danh của quan lớn ở trên đó đó mà mấy anh em đi tung hô làm những việc tầm bậy tầm bạ như thế này thì mấy anh em sẽ bị là địa phương người ta tái tội mấy anh em từ lâu rồi đó, chứ đừng có nói tới Phật Thánh nghe. Thầy chỉ cho mấy anh em thấy đó, bây giờ mấy anh em mượn cái danh của ông quan lớn mà kêu bé Ben nói ra đi, là nói xuống điểm của ông đó đi, là mấy anh em là bị chính quyền địa phương tới liền đó. Còn cái này Phật Thánh là mấy anh em nghĩ tưởng rằng không có ai tới sao? Chưa đâu nghe, cái nhân quả của mấy anh em chưa có tới đâu, mà nó tới rồi là mấy anh em không có đỡ kịp đó. Thầy nói rồi đó cho mấy anh em biết nghe. Cho nên mấy anh em quay cô bé Ben muốn nói pháp, muốn diễn đạt cái gì, mình phải làm những điều chân chánh, đừng xưng xuống điểm, đừng xưng là Phật nhập, đừng có xưng là thần thánh gì hết, cứ làm theo cái quán tính tự nhiên của người phàm phu đi, thì tất cả cộng đồng mạng người ta quan hỷ, người ta coi giống như là một bộ phim hoạt họa vậy thôi, nghe, một phim hoạt hình vậy thôi, người ta không có buồn phiền gì hết, đời tự người ta ủng hộ cái bộ phim đó chứ không có gì hết trơn á, nghe. Thì vài lời thầy tin xin tỉnh giấc tất cả những anh em quay clip nghe, cô bé Ben và những cái người mà đứng sau phụ quả đạo diễn nghe, quý vị hãy tỉnh ngộ điều này, đừng cho bé Ben xin thần thánh nữa, cứ làm việc theo bản năng của phàm phu đi, giống như một bộ phim hoạt hình vậy thôi. Ở đây người ta cộng đồng mạng ta chấp nhận, ta coi và ta ủng hộ hết hoàn toàn nghe. Hãy cho chúng ta làm một việc chân chánh, danh chánh ngôn thuận, Ai Di Đà Phật. Thì giờ này thầy xin hồi hướng công đức này cho tất cả quý vị ai thấy nghe cái clip này, chúng ta tránh cái mê tín, tại vì cô bé Ben nên lần này giống như là Hồng Hà Nhi thôi, múa bộ múa bậy bạ chơi vậy thôi, múa giống như hề hạt vậy thôi chứ chẳng có cái gì gọi là gì hết. Nhưng mà có một cái là cô bé Ben dẫn chúng ta đi lạc lối là chúng ta không đi nghe, là cô bé Ben tự xưng là điển của Phật tổ là chúng ta không có nghe theo, tại đây là phạm lỗi rồi là thứ nhất. Thứ hai nữa đó, đây là cái việc mê tín sai lầm, không có thần thánh nào mà rảnh xuống đây mà đi xuống điển làm tầm bậy vậy nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cảm ơn các thầy đã làm clip nói về bé Ben cho bà con mình hiểu ạ.